Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Fulham và câu lạc bộ Chelsea. Đây là trận đấu thuộc vòng 7 giải ngoại hạng Anh và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 3 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì các cầu thủ Chelsea sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Fulham với mức kèo là 0,5. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 0,25 và tăng 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có một nhóm cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Fulham và Chelsea thì Fulham thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Chelsea. 5 trận thi đấu gần nhất của Fulham thì Fulham thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea thì Chelsea thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này, với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Fulham được chấp 0,5 hoặc là 0,75 nha. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại Chelsea ở trận đấu này thì một lần nữa Fulham bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Chelsea thì mình thấy là Fulham họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì trận đấu này Fulham có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội mà kết thúc với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn Fulham được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc. Không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Fulham thời gian đây thì cũng đang rất là tốt. Và hiện tại thì phong độ của Fulham vẫn đang rất ổn định. Thì biết đâu đây sẽ là trận đấu mà Fulham là những người chơi hay hơn và có thêm được một lần nữa đá bại được Chelsea thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo Fulham được chấp nha. Với phong độ đang ổn định cộng với hàng phòng ngự đang chơi cũng khá là chặt chẽ thời gian đây thì mình nghĩ ít nhất trận đấu này Fulham họ sẽ giữ lại một điểm trên sân nhà trước Chelsea. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta chọn Fulham, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì ở thời điểm hiện tại thì nói chung là phong độ của hai đội nó cũng còn đang rất là ổn. Và cái thành tích ghi bàn á, thì nó cũng đang rất là đều đặn. Thì mình nghĩ trận cầu này với mọi thứ đang ổn định của hai đội thì hai đội sẽ đều có bàn thắng vào lưới của đối thủ của mình. Có thể là hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số với nhà đất kịch tính. Dự đoán sẽ là 2-1 nghiêng về cho Fulham hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa hai đều hoặc là một kết quả khác cao hơn nữa nghiêng về cho đội chủ nhà. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Còn nếu như mà trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Fulham thì các bạn ưu tiên chọn kèo tài không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là một trái. Thì giờ dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và phong độ đã ổn định thì có thể là Fulham họ cũng sẽ không thua Chelsea đâu. Thậm chí là Fulham mới là những người có thể là tận dụng được lợi thế sân nhà của mình để có bàn thắng dẫn trước. Thì mong các bạn chọn Fulham được chấp nha. Canh tài hạ dưới một thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Fulham và tài ở hiệp 1 của bạn nha. Ưu tiên đánh tài hiệp 1 dưới 1 trận đấu này. Chúc anh em may mắn.